Suy niệm lời Chúa thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Suy niệm. Để có tiền, Giuđa đã phản bội thầy, đành tâm bán thầy chỉ với giá 30 đồng bạc. Đức Hồng Y Canta La Mesa có lý khi nói rằng nếu mọi sự đều có thể đối với người tin thì ta cũng có thể nói như thế đối với tiền bạc. Có tiền mua tiên cũng được, và thậm chí đức tin, đức cậy, đức mến không còn dựa vào Thiên Chúa nữa, nhưng dựa vào tiền bạc. Tiền bạc trở thành Chúa của con người. Nếu tiền bạc có thể trở thành Chúa của con người, thì bất cứ điều gì mang lại lợi ích đều có thể được tôn lên làm Chúa. Và khi không còn tôn thờ Thiên Chúa thật, mà tôn thờ những Chúa giả, con người có thể sẵn sàng làm mọi sự, kể cả loại trừ tha nhân, để đạt cho được những điều đó. Vì tranh giành đất đai, ta có thể vứt bỏ tình thân ruột thịt. Do lợi ích của mình, ta có thể chà đạp phẩm giá người khác, mắng chửi, sỉ nhục, bóc lột, lợi dụng hoặc sợ mất danh dự, sự nghiệp, ta sẵn sàng phá thai. Như thế, khi mải mê tôn thờ tiền bạc, cái tôi của mình, ta dễ trở nên độc ác với tha nhân, ngay cả với người thân thuộc như Giuđa. Hãy cảnh giác về những gì mà Giuđa, những cái mang tên Giuđa đang ẩn nấp tinh vi nơi chính bạn. Mỗi người đều có thể phản bội, bán rẻ, lựa chọn vì lợi ích của riêng mình, gạt bỏ Chúa cũng như người khác. Sống lời Chúa hôm nay, ta xét mình cuối ngày. Hôm nay tôi đã tôn ai hay cái gì làm Chúa? Chúa Giêsu hay một Chúa nào khác? Lạy Chúa, con tin tưởng và tôn thờ Chúa, nhưng nhiều khi con lại chạy theo những thứ Chúa giả, để rồi bán rẻ Chúa thật và anh chị em của mình. Xin cho con biết nhận ra điều sai lỗi mà quay về với Chúa và tha nhân. Amen.